Xin chào các bạn Tiện Mèo Sen. Các bạn ơi, Tiện chúng mình hôm nay về một cục bông trắng mắt hai màu mọi người ơi. Một cục bông trắng hai màu siêu đẹp, siêu nghịch ngợm. Đây, độ hóng rất là cao đây mọi người này. Đây là hóng với cần câu mèo nha mọi người nha. Xinh quá là xinh em ơi. Xinh này thì sẽ là nhanh có sen mới đón em thôi. Mọi người thấy em nghịch không ạ? Nghịch lắm. Thích chơi cần câu mèo thì ghê luôn ý. Trời ơi, mắt hai màu xanh vàng, mũi hồng, đệm chân hồng, lông trắng. Nàng bạch tuyết của bạn nào đây ạ? Ưng thì liên hệ với Tiện để đón bé về mọi người nha. Có 3 triệu rưỡi thôi là mua ngay được một cục bông anh lông dài thuần chủng mà lại còn mắt hai màu, hàng hiếm nha mọi người nha. Trời, tính cách của bé này là hướng ngoại. Sen mà bé đón em về, Sen dẫn em đi chơi, ấm em đi chơi thoải mái nha. Em thích ra đường đi chơi lắm. Sen cho em đi công viên đi dạo nè. Sen dẫn em đi bộ nè. Nhờ, đúng không? Ôi, mặt nhanh nhẹn, khỏe mạnh như này cơ mà. Mọi người ơi, 3 triệu rưỡi cho em mèo anh lông dài màu trắng thuần chủng các bạn nha. Kết thúc video của em và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nè. Bye bye mọi người. Nhờ, chữ Trinh chứ. Bye bye mọi người nha, mình kết thúc video đây ạ.